chế lại các sản phẩm này không muốn bị kiểu như là bị rác thải ô nhiễm. Sáng tạo từ đồ tái chế. Ở hoạt động này, các em sẽ được thỏa sức sáng tạo từ nguyên liệu tái chế. Cuối hoạt động, các em sẽ mang tác phẩm sáng tạo ấy để tặng cho các bạn của mình. Hoạt động này sẽ giúp các em rèn luyện khả năng tư duy, sự khéo léo, kiên trì, tính sáng tạo và đồng thời dạy các em về cách tái chế. Hoạt động gồm 4 phần. Phần 1. Trò chuyện dẫn vào hoạt động. Người hướng dẫn hỏi các câu hỏi liên quan đến các vật liệu tái chế. Sau đó mỗi em bốc thăm tên người bạn mình sẽ tặng quà và giữ bí mật. Phần 2. Làm đồ chơi từ vỏ chai nhựa. Các em sẽ sáng tạo nên những món quà cho bạn mình từ những vật liệu có sẵn như chai nhựa, màu nước, rơm khô. Trong quá trình làm có thể nhờ sự giúp đỡ từ người hướng dẫn. Phần 3. Tặng quà cho bạn. Các em lần lượt tặng tác phẩm cho bạn. Phần 4. Rút ra bài học. Người hướng dẫn hỏi cảm nghĩ của các em và đưa ra bài học sau khi tham gia hoạt động. Bây giờ cô sẽ cho các bạn, mình sẽ bốc thăm tên của người bạn mà mình sẽ làm món quà tái chế này. Các con nhìn các cái chai này, các con nghĩ là hoạt động này làm gì? Giơ tay nào. Dùng chai biến nó thành một đồ vật. Những con lợn tiết kiệm rất là béo ú và những quả quả táo này. Nhắm mắt vào. Nào. Rồi. Wow. Các con có biết tại sao mà ban đầu cái cốc nước để rửa bút này nó là nước trắng mà sau đó thì nó lại thành cái màu như thế này không? Tại vì là mình đã nhúng nhiều màu sắc khác nhau nhúng vào nước thì là thôi. À vậy là thế là lý do nó chuyển màu đúng không? Chai nhựa mình sử dụng xong rồi uống hết rồi nhưng mình không vứt đi mà mình lại sử dụng lại để làm một món quà. Thì các bạn có biết cái từ này là gì không? Tái chế ạ? Tái chế lại các sản phẩm này không muốn bị kiểu như là bị rác thải ô nhiễm. Mình sẽ có thể làm những cách nào để mình có thể tái chế? Ví dụ như là làm ô tô này, làm mic. Cái hữu cơ là rác có phân hủy được. Đấy, chuối, đồ ăn. Tức là những cái đồ ăn đấy sau khi mà chôn xuống đất thì nó sẽ phân hủy ra làm đất luôn. Còn rác vô cơ là như là cốc nhựa, là chai nhựa, túi ni lông là những thứ rác mà mình sẽ không phân hủy được. Mình phải hạn chế sử dụng các chai nhựa, túi ni lông và mình sẽ cần phải tái chế lại các sản phẩm này. Được không? Con chúc cô là mình con thấy là rất vui và con thấy tham gia trò chơi này rất là vui và thú vị ạ. Tại sao mà con tặng món quà này cho Phương Phương không? Có thể bạn được bút hoặc là tự nhiên con đang định làm một cái lỗ đấy để bạn hết còn được tiền. À, con định làm lỗ được tiền đúng không? Cô cảm ơn các con nha, bởi vì là mình đã rất sáng tạo để vẽ nên là các phần quà tặng các bạn. Các bạn cùng cho cô một phần quà hóa tay nhá. Lưu ý, hoạt động này có thể sử dụng để kết nối với các bài học về chủ đề môi trường, các giờ học đạo đức. Kích thích sự sáng tạo của các em không chỉ bằng việc cho xem mẫu tham khảo, mà khuyến khích các em tự nghĩ ra những hình dáng và đồ vật hữu ích mới.